Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Kim Động. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hiệp Phương lần 2 thống nhất danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Phù Cử. Doanh nghiệp phi trường ở xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động chưa đủ điều kiện vẫn bán lẻ xăng dầu. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã về làm việc với huyện Kim Động, nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp và thực hiện nghị quyết số 277 ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân huyện Kim Động được bầu 32 đại biểu, Hội đồng Nhân dân cấp xã, thị trấn là 431 đại biểu. Đến nay, thống nhất giới thiệu 66 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và 823 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Huyện đã hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp và đang thực hiện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Về thực hiện nghị quyết số 277 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, hiện số người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong toàn huyện là 167 người, giảm 46 người, cấp thôn còn 497 người, giảm 478 người so với trước khi thực hiện nghị quyết số 277. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Toàn yêu cầu Ủy ban Bầu cử huyện Kim Động cần làm tốt công tác thẩm tra lý lịch, lựa chọn người ứng cử đảm bảo trình độ, năng lực để nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân về ý nghĩa tầm quan trọng của việc bầu cử, xây dựng các phương án bầu cử, trong đó phải tập trung rà soát chặt chẽ danh sách cử tri, chuẩn bị hòm phiếu, con dấu, lựa chọn khu vực bỏ phiếu gắn với việc phòng dịch COVID-19, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chú trọng giám sát, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bầu cử. Đối với việc thực hiện nghị quyết số 277 Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Kim Động cần tiếp tục nghiên cứu việc sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách và người làm việc trực tiếp làm việc tại các thôn có quy mô dân số lớn, xây dựng quy chế phối hợp và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho đội ngũ người làm việc không chuyên trách, tiếp tục trẻ hóa, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Hưng Yên thống nhất lập danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội và 106 ứng viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đó là kết quả của hội nghị hiệp thương lần thứ hai do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức sáng nay. Dự hội nghị có các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phạm Văn Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh. Hội nghị hiệp thương và thống nhất lập danh sách sơ bộ 10 người cư trú làm việc tại tỉnh Hưng Yên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Các ứng viên đều nhận được 100% sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác thuộc 5 cơ quan đơn vị. Hội nghị cũng hiệp thương và thống nhất lập danh sách sơ bộ 106 người được giới thiệu từ 46 cơ quan, tổ chức, đơn vị để ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Hầu hết những người được giới thiệu nhận được 100% sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác làm việc. Theo cơ cấu dự kiến, tỉnh Hưng Yên sẽ bầu 4 đại biểu Quốc hội cư trú và làm việc tại tỉnh, 53 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị thống nhất kế hoạch tổ chức lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng viên trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 13 tháng 4. Sáng nay, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm hoạt động tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kết luận chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Dự tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp động viên kịp thời của Thủ tướng Chính phủ, tổ công tác thực hiện 104 cuộc kiểm tra.
Với sự hoạt động tích cực của tổ công tác, nhiều hạn chế tồn tại của các bộ cơ quan địa phương được kiểm tra cơ bản được khắc phục, lãnh đạo quyết liệt hơn và sâu sát hơn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như triển khai thực hiện các kiến nghị của tổ công tác, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Đặc biệt, qua các cuộc kiểm tra chuyên đề, tinh thần quan điểm, ý kiến, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được đôn đốc thực hiện kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, nhiều khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách được tháo gỡ, tạo chuyển động thực sự về kỷ luật kỷ cương, kịp thời đưa các giải pháp chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành những kết quả cụ thể, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Do nhu cầu của thị trường cũng như hiệu quả kinh tế mang lại, những năm gần đây, khi giá quả ngọt trên thị trường tăng cao, thì người dân tại xã An Vĩ, huyện Khoái Châu tiếp tục mở rộng diện tích. Đến nay, toàn xã có khoảng 100 mẫu thâm canh cây cỏ ngọt, tăng 10 mẫu so với năm 2020, tập trung ở thôn Trung. Một số hộ trồng nhiều như gia đình bà Nguyễn Thị Đào, Nguyễn Thị Thắm, ông Vũ Xuân Thành. Theo những hộ trồng cỏ ngọt cho biết, cây cỏ chỉ cần trồng một lần vào đầu năm là có thể cho thu hoạch trong cả năm, với 7 đến 8 lứa, tập trung thu hoạch từ cuối tháng 3 đến tháng 7. Cỏ ngọt rất dễ sống, xuống giống khoảng 2 tháng sau đã có thể thu hoạch được lứa đầu tiên. Khi thu hoạch xong, phơi khô để bán cho thương lái, cỏ ngọt không chỉ được bán trong thị trường trong nước mà còn được các hộ dân tại đây xuất khẩu ra các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc. Trung bình mỗi sào trồng cỏ ngọt thu lãi trên 20 triệu đồng. Xác định trong những năm tới, sản xuất nông nghiệp vẫn là mặt trận hàng đầu và là trụ cột kinh tế. Hiện nay, huyện Phù Cử đang đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Đối với việc trồng dưa lưới tại hợp tác xã An Thịnh Phát, khoa học kỹ thuật được ứng dụng vào nhiều công đoạn từ xây dựng hệ thống nhà màng, khu vực điều hòa không khí đến hệ thống xử lý giá thể, tưới nước nhỏ giọt tự động theo công nghệ của Israel. Nhờ áp dụng công nghệ vào mọi quy trình sản xuất, hợp tác xã An Thịnh Phát đã làm chủ được những đặc tính của cây trồng này, điều chỉnh để cây sinh trưởng phát triển tốt, mang lại năng suất và chất lượng cao. Từ 500m2 năm 2017, đến nay, hợp tác xã đã có gần 1 hecta nhà màng trồng dưa lưới. Tôi nghĩ là nếu như áp dụng công nghệ cao vào cái sản xuất dưa lưới, nói riêng và những cái cây khó tính khác nói chung, thì cái hiệu quả này đã nhìn thấy rõ rệt. Cái diện tích đất thì không cần phải rộng lớn, và nó lại đáp ứng được cái yêu cầu, cái nhu cầu của thị trường, thì cho nên là cái hiệu quả đem lại rất là ổn định và rất là cao. Thời gian qua, huyện Phù Cử đã tích cực triển khai hỗ trợ thực hiện các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật như nuôi cá sông trong ao, công nghệ ghép chéo trong sản xuất cá giống, nghiên cứu thực hiện ghép vải trứng Hưng Yên và vải lai chín sớm, xử lý hiện tượng vải trứng Hưng Yên ra hoa cách năm, đưa các giống cây trồng vật nuôi mới vào mở rộng sản xuất. Nhờ được chuyển giao khoa học kỹ thuật, người nông dân đã nắm vững khoa học kỹ thuật trong canh tác. Nhờ cái áp dụng khoa học bây giờ, nông dân chúng tôi có thể cho áp dụng ra 100% ra hoa hàng năm. Nông dân chúng tôi thì được áp dụng những khoa học công nghệ này là rất tốt. Nó giúp cho các hợp tác xã cũng như là nông dân chúng tôi có những con giống chất lượng đưa ra thị trường. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đã góp phần giúp huyện Phù Cử nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác. Năm 2020, giá trị bình quân trên 1 hecta trồng trọt và thủy sản toàn huyện đạt 185 triệu đồng, trong đó nhiều trang trại thu lãi trên 1 tỷ đồng một năm. Vừa qua, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ đầu tư 14 tỷ đồng, chủ yếu là nguồn đấu đất trong khu dân cư để làm mới 9 tuyến đường giao thông nội đồng, phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của địa phương. Các tuyến đường giao thông nội đồng được thi công trong đợt này tập trung ở các vùng trồng chuyên canh rau màu như tuyến đường DH94 đi Bản Lễ có chiều dài 850 m, tuyến từ cổng Ô Xoa ra sông Bản Lễ có chiều dài gần 700 m. 9 tuyến đường được làm mới có tổng chiều dài 5 km, mặt đường rộng từ 3 m đến 4,5 m. Việc triển khai xây dựng đường giao thông nội đồng đã được địa phương xây dựng đồng bộ. Tỷ lệ bê tông hóa đạt trên 70%, tổng số hơn 40 km đường giao thông nội đồng. Xã phấn đấu trong thời gian tới sẽ tiếp tục bê tông hóa những tuyến đường còn lại để phục vụ nông dân sản xuất. Là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, dù chưa được cấp có thẩm quyền cấp hoàn thiện các thủ tục theo quy định, nhưng cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 2 của doanh nghiệp tư nhân Phi Trường ở xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động vẫn tổ chức bán lẻ xăng dầu.
Theo các biên bản kiểm tra của ngành chức năng huyện Kim Động, hiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu này vẫn chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục giấy tờ theo quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Đó là chưa có biên bản thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy và chưa hoàn thiện hồ sơ về chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Vì nguồn gốc sử dụng đất để xây dựng cây xăng là đất ở và đất nuôi trồng thủy sản, doanh nghiệp phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi sang mục đích đất sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, cửa hàng còn xây dựng không đúng với mặt bằng quy hoạch tổng thể đã được Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động phê duyệt tại các vị trí nhà bán hàng, bể chứa xăng dầu và diện tích mái che cột bơm, trong khi chưa hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định của luật đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Hiện cửa hàng có 2 trụ bơm với 4 cột bơm vẫn tiến hành bán lẻ xăng dầu. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua việc quy hoạch và xây dựng một số cây xăng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên quá gần nhau, sát khu dân cư sẽ gây khó khăn cho công tác phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn nếu xảy ra sự cố. Đơn cử như trên tuyến đường 386 từ La Tiến, xã Nguyên Hòa về xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, hơn 13 km nhưng có tới 9 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trên quốc lộ 38B từ đường Phạm Bạch Hổ, thành phố Hưng Yên về đến xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ có chiều dài trên 15 km, có 14 trạm bán lẻ xăng dầu. Thậm chí có những nơi chưa tới 2 km nhưng có đến 3 cửa hàng xăng dầu như trên quốc lộ 38B, đoạn qua thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ. Không chỉ vậy, trên một số tuyến quốc lộ 39 đi qua địa bàn các xã thị trấn của huyện Kim Động, Khói Châu và Yên Mỹ thì địa phương nào cũng có cửa hàng xăng dầu. Đặc biệt trên tuyến đường nối hai đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu Rẽ Ninh Bình mới đưa vào sử dụng hơn 2 năm nay nhưng đã xuất hiện nhiều cửa hàng xăng dầu đang được xây dựng. Điều đáng nói, có những cửa hàng xăng dầu được cấp phép xây dựng ngay tại ngã ba, gây mất an toàn giao thông. Toàn tỉnh hiện có trên 200 cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động. Con số này đang có dấu hiệu tăng trong thời gian tới bởi nhiều doanh nghiệp tư nhân đang xin chủ trương có ý định đầu tư vào lĩnh vực này. Theo tính toán, mật độ dân cư các vùng phụ cận của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu nêu trên là bình thường, không có nhiều doanh nghiệp sản xuất hay cơ sở vận tải sử dụng nhiều nguyên liệu, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu không lớn. Vì vậy, với số lượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu như hiện nay đã là gây lãng phí và manh mún quỹ đất, gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Vấn đề này chúng tôi sẽ trở lại trong một chương trình thời sự gần nhất. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ở Hưng Yên đã cơ bản được khống chế, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch quay trở lại, vừa khắc phục khó khăn để mạnh sản xuất kinh doanh, ghi nhận của các phóng viên thời sự tại một số doanh nghiệp. Hệ thống camera giám sát nhiệt độ hiện đại trị giá 1,5 tỷ đồng này được công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam VAP ở huyện Văn Lâm đầu tư để giám sát thân nhiệt hàng ngày cho gần 1.900 công nhân. Công ty cũng vừa đưa ra hai giải pháp, một là phát động đợt thi đua đưa ra đề tài cải tiến và hai là đẩy mạnh tìm công nghệ mới để giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Làm tốt công tác phòng chống dịch để đảm bảo sức khỏe cho gần 1.800 lao động, đồng thời đảm bảo cho chuỗi cung ứng trong và ngoài nước cũng là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu hiện nay của công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam ở khu công nghiệp Thăng Long 2. Chúng tôi luôn đề cao sự an toàn của công nhân viên lên hàng đầu bằng cách thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch, thậm chí là cao hơn một bậc, bởi chúng tôi hiểu rằng chỉ một công nhân nhiễm bệnh thì nhà máy sẽ phải dừng hoạt động ít nhất 14 ngày. Điều này ảnh hưởng lớn đến đời sống của toàn thể công nhân viên và cũng ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng trong và ngoài nước. Những doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi như công ty cổ phần dinh dưỡng Quảng Lộc ở huyện Kim Động đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, cộng với giá nguyên liệu đầu vào liên tục tăng cao. Tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm soát người cùng khoảng 70 lượt xe hàng ra vào hàng ngày, công ty lập lại kế hoạch mua nguyên liệu sát với thực tế hơn, đầu tư các bồn chứa lớn hơn để giảm lượng nguyên liệu tồn kho, giảm chi phí lãi vay, tăng cường sản xuất vào giờ thấp điểm để giảm chi phí tiền điện. Do đó, công ty giảm được khoảng 50 đồng chi phí cho mỗi kg thành phẩm.
tiết kiệm mọi chi phí bằng nội lực của công ty. Ví dụ như là rà soát lại tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, xem khâu nào là khâu thiết yếu, khâu nào có thể tiết kiệm được dù là nhỏ nhất. Công việc vẫn làm ổn định bình thường, đời sống thu nhập của anh em vẫn ổn định. Cùng với sự chủ động của doanh nghiệp, tỉnh Hưng Yên đang triển khai tập huấn công tác phòng chống dịch COVID-19 cho tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây chính là biện pháp giúp các doanh nghiệp ứng phó hiệu quả hơn với dịch bệnh, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh bàn giao nhà máy ấm công đoàn cho một gia đình ở huyện Phù Cử, tặng quà cho đoàn viên công nhân lao động tiêu biểu tại một số doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Hiền là đoàn viên công đoàn công ty ABC Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Nhiều năm nay gia đình chị sống trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp. Ngôi nhà mới được xây dựng có diện tích hơn 70m² với tổng kinh phí gần 350 triệu đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động hỗ trợ gần 35 triệu đồng, còn lại là gia đình chị tiết kiệm vay mượn người thân, bạn bè hỗ trợ. Nhân dịp này, đoàn đã tới thăm, làm việc tặng quà cho 60 đoàn viên, người lao động tiêu biểu của công ty cổ phần Phú Hưng, huyện Phù Cử, công ty cổ phần Hoa Lan và công ty cổ phần công nghiệp Hapulico có trụ sở tại huyện Văn Giang. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh và ngành y tế đã thực hiện nhiều giải pháp trong việc quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phấn đấu góp phần giảm bộ chi. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có gần 190.000 lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh và được quỹ bảo hiểm y tế chi trả gần 130 tỷ đồng, tăng gần 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, riêng chi khám chữa bệnh nội trú cho 21.000 người là 72 tỷ đồng. Nguyên nhân chi phí thanh toán tăng do từ tháng 1 đến nay thực hiện chính sách thông tuyến tỉnh bảo hiểm y tế nội trú, số bệnh nhân khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh tăng. Để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tránh tình trạng chi phí tăng cao và vượt dự toán do Thủ tướng Chính phủ giao, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tích cực thanh tra, kiểm tra các cơ sở y tế, kiểm tra bệnh nhân điều trị nội trú, đồng thời yêu cầu các đơn vị khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc việc gửi dữ liệu lên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, tra cứu thông tin về thẻ bảo hiểm y tế và lịch sử khám chữa bệnh để ngăn ngừa tình trạng lạm dụng thẻ bảo hiểm y tế gây thất thoát nguồn quỹ. Thưa quý vị và các bạn, một bệnh nhân trẻ tuổi đã tìm lại được cơ hội sống sau tai nạn nhờ vào tình người ấm áp của các y bác sĩ, những người hảo tâm, những tấm lá lành đã đùm bọc. Đó là câu chuyện về điều kỳ diệu của tình người ở khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. 2 tuần sau ca phẫu thuật, giờ đây chị Hà Thị Vươn, 34 tuổi, ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, đã có thể tự co giữ chân mặc dù chậm và còn cần nhiều thời gian tập phục hồi chức năng nữa. Song đây đã là một kỳ tích về sự hồi phục của chị. Hoàn cảnh quá nghèo, không may bị tai nạn nặng nề, song trường hợp của chị Vươn thực sự may mắn khi đã được sự giúp đỡ của những tấm lòng vàng. Vào đây tôi thấy tất cả các cô, các chú nằm cùng trong phòng với cháu, các cô, các chú, bác sĩ trong viện quá tốt với gia đình. Hôm đầu tiên vào phòng, các bác sĩ cũng có ít phong bì để mua quà cho cháu, rồi các bác sĩ cũng cho phiếu đi mua cơm để ăn, chỉ vì hoàn cảnh gia đình không có. Thấy hoàn cảnh của em khó khăn quá, gia đình không có nổi tiền để mua cơm luôn ấy, thì lúc đầu thì tôi cũng chỉ suy nghĩ là giúp em bớt cơm trong ngày thôi. Nhưng đến khi bệnh viện kêu đóng 10 triệu thì mẹ chồng của bệnh nhân này mới nói là bây giờ gia đình không có đủ tiền đóng tiền viện thì là xin về nhà. Thấy em nó khổ quá, tôi thấy tội nghiệp cho em, thì em vẫn có 3 năm tuổi, thế tôi mới nảy ý nghĩ là bây giờ đi quyên góp xin từng phòng một, từng người một để tôi đi xin. Bác sĩ trong khoa ngoại thần kinh này là rất nhiệt tình, cũng đã ủng hộ cho em, là bên hãng thuốc rồi là tất cả nhân viên bệnh viện cũng đã ủng hộ cho em thì mới đủ số tiền 68 triệu, gần 69 triệu. Gieo tình thương sẽ gặt lòng nhân ái, những tấm lòng mang theo tình cảm và hy vọng được cứu sống những bệnh nhân khó khăn hoạn nạn của các y bác sĩ đã làm tin yêu vào cuộc sống được nhân lên. Xin được mượn lời của vị bác sĩ nhắn nhủ mọi người bệnh để kết thúc và mong câu chuyện về lòng nhân ái sẽ lan tỏa. Đối với các bệnh nhân mà bị tai nạn hoặc bị các bệnh cấp tính, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, có tiền hay không có tiền, thì cứ vào viện đã. Ở đây chúng tôi vẫn cứ mổ cấp cứu, rất nhiều trường hợp chúng tôi mổ cấp cứu là bệnh nhân không có tiền, thậm chí không có người nhà. Đấy, nhưng chúng tôi vẫn mổ và đã cứu sống được rất nhiều bệnh nhân. Con nữa đây. Con nữa đây. Dạ.